Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tổ chức đại hội 13 vào đầu năm tới và theo thông lệ hiện nay là thời điểm họ sắp xếp nhân sự cấp cao, nghĩa là chia ghế lãnh đạo cho các quan chức trung thành và đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng sẽ trình ra trong đại hội. Đường lối thì cứ bổn cũ soạn lại vì bao năm nay, bất chấp tình hình trong nước và quốc tế thay đổi chóng mặt, đảng đâu có nghĩ ra được điều gì mới, quanh đi quẩn lại. Cũng chỉ là chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh với những tuyên bố sáo rỗng, giặt tính lừa mị. Một ví dụ tuần trước, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói trước các chuyên viên tuyên huấn của đảng rằng lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào là vấn đề rất vướng chưa rõ lâu nay chưa làm được và cần tiếp tục nghiên cứu có lần tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tiếp xúc cử tri có người hỏi bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội tổng bí thư nói chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này có khi trăm năm nữa chúng ta vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội thế thì thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là bao lâu có mấy chặng đường thì chưa rõ. Ông Phú nói và cho biết đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới, theo tường thuật của Báo Thanh Niên hôm 10 tháng 6 năm 2020. Không thể không bật cười khi đọc những phát biểu như vậy, đã có vài vị trí và có một số người trí thức đã lên tiếng phản biện ông Phú như giáo sư Nguyễn Đình Cống, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, nhưng có lẽ do sống ở trong nước nên các vị này ngại không muốn nói thẳng nói thật, do đó chưa đối đáp chúng vào trọng tâm ý kiến của ông Phú, cũng là đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1954 ở miền Bắc và ở cả Việt Nam năm sau năm 1975 trên cả nước đã kiên trì ép cả dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội. Bây giờ mấy chục năm sau lại nói lộ trình rất vướng, chưa rõ, cần tiếp tục nghiên cứu. Có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội, thế là thế nào? Hóa ra mấy chục năm nay các ông các bà dẫn dắt dân đi đâu không ai rõ và đến đâu cũng không ai biết. Thực ra các ông các bà biết cả đấy, sự sụp đổ của Liên Xô, nơi khai sinh ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội từ năm 10000 917 cũng với sự tan rã của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu, cuối thập niên 1980 đã phơi bày thực chất của cái gọi là chủ nghĩa xã hội chỉ là một chế độ độc tài đảng trị ngược lại với tiến hóa của loài người. Có nhiều thông tin hơn người dân bị bưng bếp tứ bề, chắc chắn các ông các bà trong Đảng Cộng sản Việt Nam biết rõ sớm muộn gì cái chủ nghĩa xã hội mà đảng tôn thờ cũng sẽ bị vứt vào sọt rác của lịch sử sớm chừng nào tốt chừng ấy đất nước càng đỡ thiệt hại chừng nấy thế nhưng tại sao đảng cộng sản việt nam vẫn cố bám víu lấy cái bánh vẽ chủ nghĩa xã hội bám lấy những tín điều cũ kỹ lạc hậu của mark lenin hồ chí minh để làm khổ cả dân tộc tại sao vẫn cứ khăng khăng lùa cả dân tộc đi theo con đường đi không đến ngược lại với trào lưu chung của cả dân nhân loại Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc ở Úc có một câu trả lời ngắn gọn và vô cùng chính xác. Như thế là kiên định hay ngu dốt? Thật ra tôi nghĩ họ Đảng Cộng sản Việt Nam không kiên định mà cũng không ngu dốt. Họ chỉ lưu manh. Tự thâm tâm họ biết tổng cái xã hội chủ nghĩa ấy chỉ là một ảo tưởng. Họ chỉ sử dụng cái chiêu bài ấy để bảo vệ quyền lực độc đoán và quyền lợi vô tận của họ vậy thôi. Từ năm 1986, trước xu thế sụp đổ không gì cưỡng nổi của khối xã hội chủ nghĩa và tình trạng đó kém triền miên, kéo dài triền miên trong nước và cũng chính sách kinh tế sai lầm và nguồn lực bị hút vào một cuộc chiến tranh đóng ở Campuchia. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển sang một mô hình lai tạp không giống ai, kết hợp chế độ chuyên chế độc đảng và công an trị của chủ nghĩa xã hội với sự phát triển kinh tế theo kiểu tư bản hoang dã mà Hà Nội gọi bằng cụm từ Mỹ miều nhưng tối nghĩa là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thân phận của người dân Việt Nam dưới ách cai trị hai chồng này hết sức cùng khổ và bế tắc. Sách báo đã nói nhiều. Một mặt người dân luôn nơm nớp lo sợ guồng máy công an vô nhân tính của chế độ. Một mặt phải vắt kiệt sức lực làm lụng để đóng hàng trăm tư thuế và lệ phí vô lý và lúc nào cũng có thể bị bọn tư bản đỏ câu kết với nhà cầm quyền tước đoạt tài sản, phương tiện sống, nhất là đất đai, nhà cửa. Vụ tấn công vào thôn Hoành giết ông lão Lê Đình Kình và bắt giam 27 người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành, thành phố Hà Nội ngay trước Tết âm lịch là một minh chứng cho thực trạng tâm tối dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay thực tế đảng cộng sản đã biến chất thành một tổ chức tội phạm mafia theo đúng toàn bộ tài nguyên quốc gia để làm giàu cho túi của một số quan chức lãnh đạo sử dụng súng đạn và nhà tù để chấn áp và tiêu diệt những ai có thể cản trở con đường nắm quyền và nắm tiền của họ nhưng trước khi tìm hiểu thêm cần xét ngọn ngành cái mô hình lai tạp mà việt nam đang áp dụng con đường thâu tóm tuyệt đối quyền lực và tài nguyên mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã được sao chép của Trung Quốc. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ trình độ để sáng tác ra một thứ lý thuyết hổ lốn như vậy. Lo sợ trước sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu, những con cáo già chính trị ở Trung Nam Hải đã chế biến ra món lẩu thập cẩm gọi là chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng Trung Quốc đó là kết hợp chủ nghĩa dân tộc đại hán, chế độ độc tài cộng sản và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Trung Quốc từng bước mở cửa kinh tế nhưng vẫn duy trì chế độ độc tài độc đảng và từ chối mọi giá trị tự do dân chủ mà họ cho là sản phẩm đặc thù của phương Tây. Sau cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, không ai ở Trung Quốc còn dám đề cập tới việc cải tổ chính trị nữa, dù khát vọng tự do dân chủ vẫn sôi sục trong dân chúng. Với hội nghị thành đô 1990, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dắp tâm nhập cảng mô hình Trung Quốc và đi theo sự dẫn dắt của Bắc Kinh lòe bịp người dân rằng đó là chủ nghĩa xã hội. Trong mấy chục năm gần đây, xã hội Việt Nam ngày càng tỏ rõ là một bản sao thu nhỏ ở trình độ lạc hậu hơn của xã hội Trung Quốc. Gần như Trung Quốc làm chuyện gì thì một thời gian sau Việt Nam cũng làm y chang như vậy ở mức độ kém cỏi hơn quan hệ giữa hai nước Việt Trung bị thoái hóa thành quan hệ giữa hai đảng Cộng sản với phương châm bốn tốt 16 chữ vàng và đại cục mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên tụng niệm như một thứ thần chú. Không nắm được điều này sẽ không giải thích được vì sao Hà Nội luôn nhu nhược trước mọi hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Vì sao người Trung Quốc tung hoành ngang dọc trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện đủ các loại tội ác mà không hề bị trừng phạt? những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cố ý giấu người dân rằng mô hình chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc, một thứ vỏ bọc hoa hòe hoa sói, che giấu bản chất thật là chủ nghĩa dân tộc Đại Hán mà thứ độc độc này mâu thuẫn trực tiếp với quyền sống của dân dân Việt Nam, mảnh đất phương Nam mà Trung Quốc luôn tìm cách chiếm đoạt hoặc khống chế. Trở lại với câu chuyện của ông Phùng Hữu Phú và đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nói ngay rằng con đường của Đảng chính là con đường đi theo Trung Quốc, chấp nhận làm một nước chư hầu, một phiên thuộc của chủ nghĩa đại Hán để duy trì quyền lực và quyền lợi của Đảng của giới Đảng Việt cao cấp. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước tất nhiên không chấp nhận sự lệ thuộc đó, đã có nhiều người lên tiếng đòi hỏi cải cách chính trị, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập. Cho nên, Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi cách phải dập tắt mọi sự phản kháng, dù đó là tiếng hô khẩu hiệu chống Trung Quốc của người trẻ biểu tình trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội hoặc tiếng góp ý rụt rè của những người đấu tranh dân chủ trên các mạng truyền thông. Họ đồng thời tung hòa mù, đôi khi giả vờ yêu nước nhưng thực chất ý đồ của họ thì không giấu giếm được mãi trong kỷ nguyên thông tin hiện nay. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng, ông phú thừa biết con đường của đảng là trái với xu thế tiến hóa của nhân loại ngược với vận mệnh của dân tộc và sớm muộn gì cũng sẽ đi vào ngõ cụt nhưng càng bế tắc họ càng dễ ruột càng cắn xé nhân dân để mong kéo dài sự tồn tại của đảng quyền lực và quyền lợi của cá nhân của phe nhóm họ ở trung quốc cũng vậy và ở việt nam cũng vậy sự theo dõi đe nẹt đàn áp người dân ngày càng khốc liệt chưa biết ở đâu là điểm dừng. Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tổ chức đại hội lần thứ 13 theo tập quán của nhiều người. Ta tin số 13 là con số xui xẻo. Giải rác trong nước đã có những lời dự báo đại hội 13 sẽ là cuộc hội họp cuối cùng của đảng. Sau đó nó sẽ bị đào thải. Mong sao đó là sự thực. Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng Vị trí thủ tướng khóa sau là mục tiêu tranh giành của cả Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ. Trước đại hội 12, nếu so với Vương Đình Huệ và ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, thì ông Huệ thua rất xa bởi ông Bình đã nổi tiếng với câu nói Anh ơi, ai mà không tham nhũng chứ? Từ rất xa xưa. Ông Trương Hòa Bình cũng là anh sáu của bố già Nguyễn Đức Kiên từ mấy chục năm về trước khi ông còn giữ cái chức con ở Tổng cục Cảnh sát. Điều đó cho thấy Trương Hòa Bình cũng là một thành viên cốt cán không những hoàn toàn tán thành cương lĩnh của đảng 10 mà còn tích cực tham gia tham nhũng. Trương Hòa Bình mặc dù là người cùng quê hương bạn quán với chủ tịch nước khiến ai cũng nói ông này là đệ tử của Trương Tấn Sang Tuy nhiên, ông này lại có công rất lớn trong hoạt động mớm cung cho các đại biểu quốc hội, thậm chí ngay cả đoàn đại biểu tỉnh Long An cũng được ông gọi từng người giao nhiệm vụ phải đặt câu hỏi mồi cho Thủ tướng bà X có cơ hội hùng biện biểu diễn trước quốc hội đồng bào và cả nước trong các buổi truyền hình trực tiếp. Chưa kể việc ông thậm thụt lui tới nhà của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng như cơm bữa trước đại hội 11 Đến giữa nhiệm kỳ đại hội 12 này, có vẻ cuộc chiến lại càng nghiêng về Vương Đình Huệ hơn bởi lẽ Huệ sinh năm 1957, năm 2021 đã 64 tuổi, còn Sáu Bình năm 1955 đến năm 2021 là 66 tuổi. Như vậy, theo quy định thì Ủy viên Bộ Chính trị khóa sau tối đa là 65, trừ trường hợp đặc biệt Tổng Bí Thư. Các Ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi là Tứ Trụ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Tổng Bí thư. Như vậy, đương nhiên hai nhân vật này phải cạnh tranh nhau một suất Thủ tướng Chính phủ. Nhưng đời chớ trêu là ghế thì ít mà đít thì nhiều. Cụ Tổng năm nay vẫn còn phong độ lắm, chưa chắc gì đã nghỉ khóa sau, nên hai nhân vật này ngoài chuyện cạnh tranh nhau còn phải liên thủ đánh Phúc khỏi vị trí Thủ tướng. Lúc đó Phúc tự nghỉ vì còn cửa Tổng Bí Thư mà cụ không nghỉ thì Phúc cũng đi luôn một nốt nhạc. Vì vừa phải liên thủ trong các việc hạ Phúc vừa cạnh tranh nhau nên thủ đoạn mới phải cao thâm. Nói về khả năng sử dụng báo chí truyền thông thì cả Sáu Bình và Huệ đều không có cửa với Phúc vì Phúc nắm trong tay toàn bộ mạng lưới báo chí, kể cả bọn bồi bút, nhà báo biến chất, nên dù an ninh mạng thừa biết cũng phải nhắm mắt làm ngơ vì phúc chỉ đạo nuôi để thịt làm công cụ đánh đấm các nơi để thu vén dọa dẫm xử lý thanh tra đưa nhóm lợi ích của mình vào nắm giữ. Ngoài ra, đằng sau phúc là những tập đoàn kinh tế khổng lồ với những cái tên khuynh đảo nền kinh tế Việt Nam như Đặng Văn Thành quản gia cho chị thu vợ phúc, Vũ Văn Tiền, Trần Bá Dương, Giòn Lam, Nguyễn Duy Hưng, SSI, Bùi Quang Nhơn, Novaland con trai dính vào cùng với vụ Vũ Nhôm có sao đâu. Thân Đức Nam và Tân Hoàng Minh Việt Z tay hòm chìa khóa SHB Hồng Bến Thành. Với Thạc Cô thì ngay sau khi nhậm chức đã điện cho Dương vụ thủ thiêm còn lâu mới dám sờ đến Đại Quang Minh. Khoa khàn thoát ngoạn mục từ trước. Mày làm cái gì ấn tượng ở quê cho tao bái tổ cái lập tức tha cô làm lễ khởi công nhà máy Hyundai ở Quảng Nam. Trước khi nhậm chức thì Thu vợ Phúc đã đặt làng Đại Bái Đúc Đồng nổi tiếng ở Bắc Ninh. Đúc bức phù điêu lớn sẵn sàng chờ Trung ương công bố Phúc làm thủ tướng là mang về nhà thờ họ Vinh Quy Bạch Tổ. Còn chuyện với các đại gia khác thì không thể kể xuể đành để dịp khác mà chắc ai cũng biết không thì lệch nội dung của bài này trước khi chuyển thì nói thêm đừng quan lớn nào đi đền chùa khấn nhé phúc đã dạy tay chân mọi ngóc ngách biết rõ ai cúng tiền gì xin gì để phúc cúng tiến hơn và xử đứa nào cạnh tranh ngoi lên vì lý do đó mà cả sáu bình và huệ đều là ủy viên bộ chính trị như phúc không dám ho he nhưng âm thầm sử dụng tự diễn biến với âm mưu tự hạ uy tín, không đánh mà thành để đối phó với Phúc đang say xưa kiến tạo, liên tục thúc đẩy cổ vũ đầu tàu nhưng không biết làm gì để đáp ứng chỉ tiêu GDP quốc nội giao. Formosa mà Phúc đang nuôi thực ra năm 2018 đóng góp thứ hai vào con số GDP nên giờ kiểu gì cũng chiều, Samsung và Formosa vì nó giúp bảo đảm cái ghế của ông chém gió phúc, thế trận, cài răng lược giữa Huệ và Bình. Sáu Bình sử dụng cái mát phó thủ tướng thường trực, lại lo mạng nội chính thanh tra, kiểm tra nên dùng công cụ này để đánh đấm, chấn áp theo lệnh của Phúc nhưng thực tình là thể hiện trong bộ chính trị với cụ tổng là sự đồng thuận cao với phong trào chống tham nhũng, chấn hưng đảng của cụ Huệ lo mạng tài chính và kiểm toán nhưng thực nhưng bực tức không nắm được bộ tài chính Đinh Tiến Dũng. Hào Kiệt nổi danh đất Ninh Bình Hà Nam, cơ may của Huệ đến khi mà Đại Quang ra đi, Huệ nắm cơ hội nhảy vào nên mới có chuyện truyền thông về Xuân Trường, rồi nạo vét sông đội vốn, nhưng khi định đưa kiểm toán vào cuộc đinh tiến dũng bộ tài chính nói ngay kiểm toán là việc của kiểm toán nhưng xử lý thế nào lại là chức năng và nhiệm vụ của bộ tài chính huệ ức lắm nên một mặt nhờ sáu bình quay lại cùng đánh một mặt đẩy sáu bình ra mặt trận với phe phái còn lại ninh bình hà nam nam định mà đại quang dày công xây dựng thua thì tại sáu bình hung hăng mà thắng thì mình nắm mạng tài chính Sáu Bình cũng không ngu mà mắc mưu của Huệ, vừa nịnh phúc vừa cung cúc cụ tổng, thấy tình hình ổn định vào cuộc nhưng bực trong lòng là thằng Huệ luôn rình chơi mình. Lập tức Sáu Bình cho người nắm mọi hoạt động của gia tộc Vương nhất là các doanh nghiệp sân sau của Huệ đang dại rác ở miền Trung. Sáu Bình muốn tiến lên tiêu diệt cứ điểm ở Nghệ An hay Thanh Hóa, vụ hốt cơ bổ nhiệm thần tốc biệt phủ buồn lậu vân vân nhưng không tiến được do Huệ và nhóm Nghệ An Hà Tĩnh đang ngồi trong ban tổ chức trung ương, ủy ban kiểm tra trung ương. Tuần nào cũng họp nhóm kín ở Hà Nội. Cản nên dù dư luận bức xúc nhiều về mấy địa phương này cũng đành chịu. Chiều đầu tiên nhận thấy phe xứ nghệ nổi tiếng đoàn kết nên Sáu Bình tung tin bí mật gốc gác của Vương Đình Huệ đó là năm 2018 Huệ đã nhận gốc gác thủy tổ họ vương của mình ở Quảng Sương, Thanh Hóa. Tin này làm phe cánh Nghệ An rụng rời. Sinh hùng tím mặt, thẳng phản phúc. Xưa nay ai cũng biết Huệ quê ở Nghệ An, nay là dân Thanh Hóa thì là kẻ thù rồi vì đất thanh cậy thế, đất nghệ cậy quyền. Chiều thứ hai bình âm thầm làm là thúc ép chỉ đạo thanh tra chính phủ xông vào các doanh nghiệp tập đoàn tổng công ty nhà nước nhất là các tập đoàn tổng công ty chưa cổ phần xong, do Huệ nắm giữ qua Ủy ban Quản lý Vốn và Chỉ đạo Công tác Cổ phần Hóa. Một mũi tên trúng hai đích, Sáu Bình vừa thể hiện tao là Phó Thủ tướng Thường Trực, vừa lập công với Phúc, vừa làm Huệ không sao, tái cơ cấu, thoái vốn và cổ phần các doanh nghiệp nhà nước vì đều đang thanh tra kiểm tra. Huệ làm trưởng ban chỉ đạo của chính phủ về xử lý các dự án yếu kém thua lỗ nhưng gần hết nhiệm kỳ mà cả chính phủ, và Huệ đều không làm được gì. Tại cuộc họp tháng 9 năm 2018, Huệ đành muối mặt chỉ đạo thép Việt Trung sửa số liệu để có tí thành tích. Vì việc này, sắp tới Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương khả năng cũng rơi đài dưới tay của xấu mình. Với chiều này, Bình làm cho Huệ tiến thoái lưỡng nàn được giao mấy việc lớn nhưng đề án cải cách tiền lương không được không ra được. Bộ Nội vụ không chuyển động theo chỉ đạo mà Bình phụ trách nội chính cổ phần hóa thì vỡ trận năm 2017-2018 không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn để thu tiền về trả nợ công. SCIC hoạt động không hiệu quả, báo chí đã đăng nhưng bị dập ngay, cũng là do Huệ phụ trách bị Bình phanh phui. Thanh tra theo lệnh nhảy vào đánh nhưng do quá quan trọng với sinh mệnh của Huệ nên Huệ can thiệp kịp, thỏa ước với Sáu Bình, tạm đình chiến cùng chuyển sang đánh phúc vì ghế thủ tướng. Cả hai ngấm ngầm bắt tay nhau cho mục tiêu mới dù rằng trong lòng sẵn sàng hạ thụ lẫn nhau. Giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng là nỗi lo lắng của lãnh đạo đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết gần đây đã đề cập đến suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy biếu phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Tuy đã ngăn chặn được nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Những khuyết điểm yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản và nhà nước. Thứ hai, Đảng đang nỗ lực mở rộng dân chủ trong Đảng như là phương thuốc lấy lại niềm tin của Đảng trong nhân dân. Đảng đã thử nghiệm bầu cử trực tiếp bí thư cấp huyện, quận đây là một bước mở rộng người tham gia bầu cử rộng lớn hơn so với bầu từ ban chấp hành. Dẫu có định hướng thế nào, hình thức thế nào thì đây vẫn là một bước tiến về mở rộng dân chủ. Hiện thời mới chỉ là một đề cử duy một cử viên duy nhất nhưng tiếp theo sẽ là hai đề cử viên cho một vị trí, tiếp theo nữa là tự ứng cử. Chỉ có mở rộng dân chủ trong đảng mới làm cho đảng lành mạnh, người tài trong đảng không thiếu. Nếu được tự do tranh cử đích thực khắp mọi nơi ở của đất nước Việt Nam hình chữ S và những thành viên khắp mọi nơi các cơ sở của Đảng có người giỏi đứng đầu, lúc đó như một võ sĩ chân chính, khắp mọi nơi người của Đảng có thể sẽ thách thức tranh cử tự do sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào, lúc đó Đảng sẽ tự động có được lòng tin của nhân dân. Thứ ba, thế nhưng ông bí thư tỉnh Quảng trị Nguyễn Văn Hùng đang làm suy yếu nỗ lực mở rộng dân chủ của Đảng. Ông Nguyễn Văn Hùng đã làm cho cuộc bầu cử chọn chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thành cuộc dân đề bầu cử. Ngày 8 tháng 6 năm 2020 tại cuộc bầu cử vào chức Phó Bí thư tỉnh Quảng Trị về mặt Đảng để sau đó sẽ bầu vào vị trí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về mặt chính quyền. Tuy là đề cử ứng viên duy nhất nhưng ông Võ Văn Hưng chỉ được ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị bầu với 26 phiếu thuận trên 44 đại biểu có mặt và trên tổng số 47 đại biểu ban chấp hành chiếm 55,3%. Lo lắng cho cuộc bầu cử vào chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vào hôm sau của ông Võ Văn Hưng, có thể đối mặt với khó khăn Ông Bí thư tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc nói chuyện mang tính dân đe nhằm vào 18 đảng viên không bỏ phiếu thuận cho ông Võ Văn Hưng. Sau cuộc nói chuyện dân đe của ông Bí thư tỉnh Nguyễn Văn Hùng ngày 9 tháng 6 năm 2020, ông Võ Văn Hưng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị bầu vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với 89,5% phiếu thuận, 43 trên 48 video về cuộc nói chuyện dân đè của Nguyễn Văn Hùng có thể tìm thấy trên mạng internet. Bộ chính trị và Ủy, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng có thể thờ ơ trước sự vi phạm nghiêm trọng về dân chủ trong bầu cử của ông Nguyễn Văn Hùng. Vi phạm của ông, Hùng, của ông Nguyễn Văn Hùng không thể chỉ rút kinh nghiệm hay tự phê bình, bởi vì hành động của ông Nguyễn Văn Hùng không chỉ làm mất dân chủ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Trị mà còn làm suy yếu công cuộc lấy lại niềm tin trong dân chủ và trong nhân dân cũng như trong đảng. Không chỉ nhân dân tỉnh Quảng Trị mà nhân dân cả nước biết được cách hành xử của ông Nguyễn Văn Hùng sẽ nghi ngờ về các cuộc bầu cử khác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai đang làm suy yếu đảng? Gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý bị kỷ luật đã làm suy yếu đảng. Ông Nguyễn Văn Hùng đang làm suy yếu đảng. Người Quảng Trị bất khuất, tính bất khuất di truyền cuộn chảy trong máu người dân Quảng Trị tính bất khuất của người Quảng Trị đã được minh chứng qua ngàn đời, mà đỉnh cao trói sáng là những năm tháng chiến đấu khốc liệt nhất của lịch sử dân tộc ở thế kỷ 20. Ông Nguyễn Văn Hùng muốn thành công thì đừng quên truyền thống bất khuất của người Quảng Trị. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.